Đi đâu đó đi review, xin chào các em và chào mừng các em đã quay trở lại với chuyên mục review các sản phẩm thiết bị cắm trại. Và nếu như anh em đang quan tâm về một sản phẩm túi ngủ có khả năng giữ ấm tốt, êm ái, có mũ chùm đầu và đặc biệt là giá cả cũng cực kỳ bình dân, thì trên tay mình chiếc túi ngủ U150 đến từ thương hiệu Nature 2 sẽ là một lựa chọn hoàn hảo dành cho anh em. Và ngay bây giờ mình sẽ unbox và cùng anh em đánh giá chất lượng chi tiết của nó như thế nào nhé. Về kích thước, túi ngủ U150 sở hữu các thông số khá cơ bản cho một chiếc túi ngủ, chiều ngang 75cm, chiều dài 190cm cộng với phần mũ chùm đầu, gia tăng chiều dài lên đến 220cm sẽ phù hợp với hầu hết chiều cao và cân nặng của người Việt Nam. Và trải nghiệm sử dụng thực tế của mình là chiếc túi ngủ này khá là rộng rãi, với chiều dài theo nhà sản xuất là 1m9 và có cả mũ chùm đầu là thêm 30cm. Như vậy thì những anh em nào cao từ 1m8 đến 1m9 thì vẫn sử dụng thoải mái được chiếc túi ngủ này. Đối với chiều ngang của túi ngủ thì cũng cực kỳ rộng rãi như anh em có thể thấy. Thì với cái độ rộng này thì anh em có thể cử động tay chân hoặc là lăn qua lăn lại một cách thoải mái vào buổi tối mà không sợ bị gò bó vào phần cơ thể của mình. Về chất liệu, túi ngủ có lớp ngoài làm bằng vải polyester 190T, chuyên dụng cho việc chống thấm nước. Như anh em có thể thấy, mình thử nghiệm đổ trực tiếp nước lên bề mặt vải, vẫn dễ dàng lau sạch và khô rất nhanh. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là một hạn chế khi sử dụng túi ngủ ở điều kiện thời tiết nóng, sẽ khá bí vì không thoát được mồ hôi. Phía bên trong là lớp bông custom khá dày dặn, có thể giúp chịu đựng cái lạnh khi nhiệt độ xuống tới 11 độ C. Tuy nhiên, mặt vải trong còn hơi thô và độ êm ái khi tiếp xúc với da mình đánh giá chưa thực sự cao. Đây cũng là một điều dễ hiểu khi U150 là dòng túi ngủ bình dân của Nature 2. Một điểm cộng là U150 có thêm phần mũ rộng rãi, đảm bảo giữ ấm cho toàn bộ cơ thể, sẽ cực kỳ phù hợp cho những anh em sử dụng cho những chuyến đi camping qua đêm. Chỉ cần thêm một chiếc đệm hơi, anh em đã có ngay cho mình một căn phòng ấm áp di động cho chuyến đi của mình. Và một tính năng khá là thú vị của chiếc túi ngủ U150 này đó là anh em có thể kết hợp hai cái túi ngủ thành một cái túi ngủ đôi dành cho những anh em có đi cùng với gấu hoặc là đi cùng gia đình chẳng hạn, muốn sự ấm áp và riêng tư thoải mái. Thì anh em có thể để ý là bên ngoài vỏ chiếc túi ngủ sẽ có ký hiệu, ở đây là chữ R, thì nó là viết tắt chữ Ride. Và nếu như anh em muốn hai cái chiếc túi ngủ này có thể kết hợp với nhau thì anh em để ý ra mình sẽ có một chữ R và chiếc còn lại sẽ là chữ L nhé, right và left, bên trái bên phải. Để kết nối hai chiếc túi ngủ lại với nhau thì cũng khá đơn giản, anh em chỉ cần để ý cái đường spaghetti ở phía bên hông chúng ta sẽ mở ra, sau đó kết nối cái phần này với cái phần túi ngủ còn lại và sau đó chúng ta khóa lại là sẽ thành một chiếc túi ngủ đôi. Vừa rồi là toàn bộ những cảm nhận và đánh giá chi tiết nhất của mình về chiếc túi ngủ U150 này. Thì theo mình đánh giá thì chiếc túi ngủ này sẽ rất là phù hợp dành cho những anh em thích sự đa năng của nó, khi nó có thể sử dụng cho những chuyến camping du lịch dã ngoại cuối tuần, hoặc là anh em có thể sử dụng tại nhà hoặc là văn phòng. Và cảm nhận của anh em như thế nào? Hãy để ý kiến của anh em dưới comment nhé. Đừng quên để lại một nút like, subscribe và bật thông báo để theo dõi thêm nhiều video review tiếp theo từ mình. Mình là Đạt, đến từ Đi Đâu Đó Đi Gear Sport. Xin chào, hẹn gặp lại.